Hello, xin chào quay trở lại kênh kênh thêm cho này. Mình sẽ review cái bộ bài trò chơi Tam Quốc Sát thì tên sản phẩm nó là như vậy mà mình không hiểu cách chơi như nào thì mời anh em cùng mình khám phá xem chơi bài Tam Quốc Sát này nó thú vị nhá. Nó giống mấy cái bài kiểu ma sói bài Uno thôi. Đây, 32.000 này Tam Quốc Sát Vương Triều Chiến Yoka Game 32.000 siêu rẻ luôn cả ship. Mà hộp khá là to luôn. Không biết bài là ngon không. Đây có địa chỉ. Wow, sao bộ bài này to thế nhỉ. Đây Tam Quốc Sát. Anh em mua sản phẩm này mình để link mua dưới video nhá. To vãi nồi luôn. Mình cứ tưởng đánh bài bộ bài này bằng 1/4 cái sản phẩm này thôi. Tam Quốc Sát hình đây là nhân vật gì đối anh em mình chả biết. Yoka Game này đấy, mặt trước mặt sau đấy, à có tiếng Việt nha anh em. Bạn sẽ chính là cho chơi thẻ bài tập hợp nhiều yếu tố như nhập vai chuyển đấu ngụy trang với như kiểu game ạ, nhưng mà nó chỉ làm bài thôi cùng với nhiều chất như kiểu game điện tử ấy. Đấy, tiếng Việt nha anh em, nghe có vẻ hoành tráng. Và chúng ta chơi chơi trẻ trên 14 tuổi và chơi từ 2 đến 10 người nhá, 20 đến 40 gì chơi, à 20 đến 40 phút một trận đó. Ở đây đẹp phết như kiểu Tam Quốc hồi xưa ấy, còn Nhân Siêu nữa. Nói chung là mua được cái giá này cũng rất là rẻ, chắc là shop sale với giá rẻ thôi, bình thường chắc là cũng phải trăm đấy, mình nghĩ là tiền trăm. Siêu khó bóc ấy. Ok, à đây anh em, trời ơi riêng cái hộp cũng thấy kết rồi, đẹp vãi nồi. À chơi như nào ta, nó ông bài nhá anh em, đỡ cụt hứng. À đây là cái tờ hướng dẫn này. Đó, mình sẽ để dở nhanh cho anh em xem hướng dẫn thôi. Ok, đó vào đây. Rồi cuối cùng. Đó, nói chung là mình chưa đọc đâu, mình chưa nghiên cứu đâu, mình chỉ giới thiệu với anh em thôi, xem mà chất lượng sản phẩm nó như nào thôi. Anh sẽ có cái kiểu cái gì đây, cái này kiểu cái book map để đánh dấu trang sách. Ui trời, điều thuyền này nghe, xinh vãi nổi. Wow, wow, tự nhiên đang nhìn điều thuyền và nhìn thấy rằng này vắt cụt hứng luôn. Chả biết nhân vật gì đâu. Ok, đó là kiểu book map, không phải book map. À, thẻ bài, đấy, đảo bài nó chỉ nhỏ này thôi mà. Về thì mình sẽ nghiên cứu cách chơi sau. Đấy, anh em vừa đọc cái hướng dẫn chơi đấy. Bây giờ mình hướng dẫn anh em chơi thì hơi mất thời gian trong một video. Này chủ yếu là review xem chất lượng bài của nó xịn xò. Đấy, cái bọc là cái bọc phải khá là cẩn thận luôn. Tức là kit. Đấy, đây là cái lá bài. Lá bài của họ làm thì nói chung là không dày cũng không mỏng nữa. Nói chung là mức trung bình thôi. Đấy, ở đây có những nhân vật lưu bị. Đấy. Lưu Bị thì như nào, anh em đọc nhá. Tướng, à, bằng như kiểu cờ tướng. Quan Vũ, à, đây là toàn những nhân vật trong Tam Quốc Chí. Đấy, cũng là tướng. Đây, Trương Phi. Trời, nhìn hình vát biết Trương Phi luôn. Ta Cát Lượng, trời ơi, nhân vật này thì thôi. Mình nghĩ là không ai là không thích nhân vật này. Triệu Vân, đây toàn tướng à. Mã Siêu à, ủa, toàn nhân vật gọi là nổi tiếng luôn. Tư Mã Ý à. Tư Mã Ý thì anh em biết nhân vật này phản diện thì phải. Thề chứ lâu rồi mình không xem. Chả nhớ. Ui Châu Cơ. Wow, wow. Đấy, đây là những nhân vật chính diện phản diện có hết. Rất là nhiều nha. Đó. Ơ, đây toàn những nhân vật tướng anh em ạ. Đây. Tướng. Đó. Rồi. Ở đây có những thẻ gì đây? Thẻ này là thẻ chả hiểu gì luôn này. Cái lá bài gì đây? Ủa? Cái gì? Trung thần này. Đây. Trung thần nội gián. Hình như chơi như cái kiểu bài ma sói anh em ạ. Đấy, phản tặc các kiểu. Chả hiểu quá gì. Ok, đó là cái đầu tiên nhá. Xem ở trong dưới này còn gì không? Dưới này không có gì. Như vậy là có tổng cộng là 3 khay đựng bài. Đấy, ở đây là... Ơ, có cả A cơ, A
cơ à. Như vậy là trong một cái bộ này hình như là có cả những cái túi lơ khơ hay sao ấy. Đây cách gọi là tháo siêu. Đó. Đấy. Đấy và đây là bộ túi lơ khơ. Đó đúng rồi, 5 tép 2 mic đấy. Túi lơ khơ thì anh em đều quen thuộc rồi. Và trong mỗi quân túi lơ khơ thì đây sẽ có những cái gọi là hình như là đây là cốt truyện ở trong Tam Quốc Chí. Đấy, nói về lịch sử đúng không? Lịch sử sát vô trong giai đoạn đá bài sử dụng cho bạn rút đá bài. À đây như kiểu là không hẳn là chơi tú lơ khơ tiến lên hay là gì đâu, mà còn theo cái kiểu chơi của chỉ game bài luôn này. Đấy, cộng một các thứ đây. Nhưng mà đây đều là những cái quân bài, mình nghĩ là đây là tú lơ khơ mà. Đó, 5 bích 2 bích 52 lá chắc vậy, không biết có chuẩn đâu. Và cuối cùng cũng thế. À thế thì không phải là chơi theo kiểu tú lơ khơ rồi. Làm gì có chuyện là một bộ bài tú lơ khơ loại dày như này. Đấy, đây chỉ là kiểu đánh dấu giống tú lơ khơ thôi. Đó, chứ làm gì có chuyện chập hai cái này vào nó dày như này. Đấy, ok, cũng vậy. Đây là kiểu vừa nói về lịch sử hay là vừa nói về những cái đây vũ khí này, những cái mô tả những cái tác dụng của những cái vũ khí kiểu nó vậy. À, mình chưa biết chơi á, mình chỉ review cho anh em thôi. Đấy, cái lá bài về cái kiểu này thì nó cũng thế thôi. À, chất liệu nó cũng giống cái lá bài khác, chất liệu giống cái lá bài này. Ok, đó là bộ trò chơi Tam Quốc Chí. Anh em nào muốn chơi đến nhà mình chơi nhá, mình chỉ review thế thôi. Đấy, đây là thẻ tướng này. Đấy, bắt đầu hoành tráng luôn như thật. Đấy, cách chơi thì anh em xem đoạn đầu video. Ok, link mua sản phẩm này sẽ để ở dưới video nhé. Nhưng trong video này mình đã review sản phẩm bài Tam Quốc Sát để nghiên cứu chơi cho em vui không. Hãy cảm thấy video hay và thú vị thì đăng ký kênh cho kênh mình nhé. Anh em mình review sản phẩm nào comment lên bên dưới. Cảm ơn em xem video. Bye bye. Nói chung là bộ bài nào chơi cũng vui cả. Đấy, từ bài ma sói, bài Uno đến bài này, bộ nào chơi cũng vui. Nếu anh em biết cách chơi thì chơi với bạn bè cực kỳ vui luôn. Và nói chung là bộ này thì chắc là mất tình anh em.